lành là đến Am Đạo Thảo ở đây có gặp Huynh Út và sư cô Diệu Châu, thì cũng có đến Duyên một thời gian ngủ nằm mơ, thì cũng có gặp Điển Mẹ đã cho mà hướng về Phật Pháp. Tăng đã con đi đến cái chùa nào mà có cây bồ đề được 7 nhánh thì nhân duyên lành có đến Am Đạo Thảo này gặp cái cây bồ đề này. Dạ chị có thể chị kể lại chi tiết là chị nằm ngủ như thế nào và chị gặp mẹ Quan Âm. Vậy hả chị? Hướng đó là chị ngủ gặp... nằm mơ gì đó, ngủ nằm mơ ở tại nhà vậy đó. Ở nhà ha. Vậy, lúc đó là chị giật mình thức dậy là khuya dữ không? Khoảng cỡ 2 giờ sáng. Vì 2 giờ sáng ha, chị gặp mẹ Quan Âm là mẹ có hình dáng như thế nào chị? Mẹ mặc đồ trắng. Mặc đồ trắng à? Vậy hả? Mặc đồ trắng là có cái lông bào giống như gì không chị? Có buộc lông bào gì không? Có. Vậy đó ha, là cũng màu trắng luôn hả chị? Màu trắng hết mặt. Dạ. mẹ tươi cười sáng, mẹ kêu mẹ nói rõ ràng đó, mà đi nói chung mình cũng đi tìm hoài tìm mãi thì mới biết cái chú Sáu đó mới chỉ lần lần ra đây. Thì thiệt ra tối lên nhìn cây bồ đề đúng y rang 7 nhánh, thì ôm gấp bồ đề rất là nhiều. Mẹ sẵn đây có tiễn mẹ nữa, mừng mẹ dữ lắm, ôm mẹ thật là nhiều. Ở đây thường xuyên cũng trong nhà cũng mệt mỏi lắm, cũng hay ra đây. Ngự ra đây rồi thấy trong lành được thoải mái, khỏe. Và đây thêm có được cộng được mẹ Diệu Trì. Có mẹ Diệu Trì nè. Dạ. Rồi nói chung là đi đến đây là cũng có tâm linh rất lớn. Ở đây nói chung là có Điển Cha và Điển Mẹ. Chứ dạ. không ở đâu bằng ở đây hết. Ra đây rất là khỏe. Vậy đó hả chị? Dạ. Hôm bữa em đi tới đây á, em thấy á, là mẹ của chị á, về mượn xác chị tới giờ là chị thấy ổn chưa, khỏe nói chung chưa? Từ hồi lúc ra đây rồi gặp Huynh Út cũng hỗ trợ những cái phần căn. Dạ. Và phần những cái phần tâm linh của mà má chồng. Dạ. Thì từ lúc đó tới giờ về rất là bình an mà khỏe rất là nhiều, tâm cũng được định tâm. Hôm gầy có mẹ có ra vô gì nữa? Dạ có, mẹ chị cũng vô nữa hả? Dạ vô, hiện giờ mẹ ngự ở trong tim. Cũng đưa cũng từng đi núi rồi cũng từng như gặp bên Úc này cũng gặp nhiều cái huynh đệ đi trên núi á, thì nói chung á, là mẹ không có dời cái xác này đi được. Vậy là mẹ của chị vẫn còn ở trong cái xác này, điều bây giờ mẹ hứa mẹ không có ra nữa, mẹ hiện bây giờ tịnh tâm để tu. Là bữa hổm là có lời khuyên với bà rồi mẹ thì... tự mới cố gắng tu thôi. Vậy đó ha, để cô tu riết đặng sau này đặng gặp thầy gặp thuốc cho tất cả những cái xác này khỏe mạnh thì tất cả sẽ gia căn cứu đời. Thì nói chung có duyên lành thì ông bà ở dân trên, Điển Mẹ thì chỉ đến đâu thì cứ làm tới đó, để nữa sau này có duyên lành ở đâu thì cho cái xác về làm ở đó thôi. Chứ giờ nói chung là cũng không biết sao để nói cái phần ở sau lưng tâm linh Điển Mẹ đã cho. Dạ. Thì những việc trần gian và những cái việc phận gia đình và những cái này là buông bỏ hết tất cả cho định tâm tu hiền để cho chị bệnh cho thật là khỏe mạnh. Thì hàng đêm hàng ngày tâm nguyện với củ quyền ơn trên mẹ đã cho cái điểm lành này, thì ở trần gian này tất cả buông bỏ bớt. Mà điều cũng không được, nói chung là mình người phàm mà cũng khảo mình hoài. Dạ. Mình cố gắng. Chị có thể chia sẻ với em á, lúc chị gặp mẹ Quan Âm á, mẹ kêu chị về đây và chị đem theo cái gì? Đem theo thuốc nam. Nói chung là mẹ nói á, nửa sau này ở tại Am Đạo Thảo này, sau nữa sau này các thầy các huynh đệ về đây á, là cứu dân độ thế. Ví dụ sau này có con có mà cái tay phục dược, ví dụ là không giúp đời được gì kiếm gặp thuốc nam thứ gì cũng chở đến đây, bởi hằng ngày để ghi tới đem thuốc đem đồ cũng hay tới đây lắm. Vậy đó ha. Là mẹ nói là chị đi tìm một cái nơi nào mà có cái cây bồ đề mà ra 7 chi gì đây hả? À đúng rồi. Đó, ra 7 chi luôn quý vị. Thì chị đi đến đó để làm công quả hay sao chị? Nói chung ở đây là giúp được cái gì giúp, làm công quả, cái gì trong chùa thì cái gì phụ giúp được cái gì cũng giúp hết. Đúng 7 chi luôn nha quý vị. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng rồi, 7 chi luôn quý vị. Đây, bên dưới đó là 2 chi. Có người nào sau này có căn duyên, để sau này mẹ cho cái bồ đề này tới 7 màu luôn á, 7 màu sắc luôn á. Vậy hả chị? Thấy đặc biệt ha. Đẹp lắm. Đây, tới đây ngồi ngắm mẹ, tưởng mẹ là hình mẹ long lanh, tươi cười, rất là đẹp. Dạ, A Di Đà Phật. Thì thưa chị,
Ngoài ra chị có duyên lành chị gặp được mẹ gì đó, mà khi mà chị về đây tới giờ này chị có gặp được vị nào tại đây không? Dạ không, nói chung ở đây là thấy mẹ, nói chung là điển mình ở đây chỉ thấy mẹ, mẹ mà Quan Âm với Phật Di Lạc. Mẹ Quan Âm với Phật Di Lạc. Nói chung bước ra đây là nói chung kính lễ của quyền, xong ở trong đó ra tới đây là mẹ chiếu hồng quang Phật, ông Phật tươi cười rất là đẹp, đẹp lắm. Vậy ha. Ừ, nói chung ra đây gặp mẹ các đây là khỏe lắm, khỏe rất là nhiều. Rồi chị nhận được cái nguồn điển đó ha. Dạ. Rồi em nhớ là một lần chị nói là chị có cái duyên lành chị gặp được mẹ Duy Trì hả chị? Có nói chung hôm bữa 18 mẫu mẹ đây đó. Cũng có mẹ cũng cho ra đây, cũng có thiêu vũ cho mẹ ngự mẹ. Chị ra chị thiêu vũ hả? Dạ. Thiêu vũ hả? Chị đi ra cỡ mấy giờ? Nói chung bữa trước tầm 17 giờ, ngày 17 thì khoảng cỡ 6 giờ chiều. Rồi bữa ngày 18 ngày chánh lễ thì đi khoảng cỡ như là vắng khách đó. Dạ. Khoảng cỡ 2 giờ là tự nhiên chị khiêu vũ. Dạ. Nhưng bây giờ chị khiêu vũ theo cái dáng đó được không? Được chứ. Chị muốn chung là... ra ngoài điển mẹ mà ngồi thiền thì tí cũng có, như mẹ cho điển xuống là từ mà mẹ cho điển lên là giờ vũ được. Khi mà chị sinh đó phải không? Dạ. Cái điệu múa đó nếu mà bình thường là chị múa đi gì nè, ra đây múa gì là được không? Không, xin mẹ mới được. Xin mẹ vô ngồi thiền, ngồi xin mẹ ăn tí rồi mẹ chuyển thì cứ làm thôi, chứ mà bình thường diễn ngoài thì mình không có làm được. Vậy đó ha, cũng ngộ ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. À, chị gặp mẹ như thế nào chị? Mẹ Duy Trì á? Mẹ thì cũng rất đẹp, thì nhớ cho hình tượng mẹ với đó đều mình thấy trong ánh mắt mình đó. Nói chung là mẹ đẹp long lanh lắm. Vậy ha. Nói chung là ra, nói chung là mình không có duyên thì không thấy, chứ mà như có cuồng con mẹ là mẹ tia sáng, sáng sáng vô mắt. Vậy đó ha. Rồi. Mẹ cười rất tươi đẹp. Rồi mẹ năm mẹ ngũ hành em thấy có đó nữa rồi. Có, đẹp lắm, không? Đẹp mừng, nói chung là tất cả mẹ em đẹp, đẹp lắm. Vậy hả chị? Rồi chị có duyên làm gặp mẹ mà chị có thấy cha không? Ít, chưa thấy cha. Vậy chưa thấy cha chứ thấy bên hầu bên mẹ thôi. Vậy là chị có duyên làm bên mẹ. Bên mẹ thôi. Vậy tất hả? Cả mẹ Quan Âm Diệu Trì với là kế tiếp là Phật Di Lạc thôi. Phật Di Lạc thì nói chung cũng không thấy gì. Giờ gặp tươi cười là thấy tia sáng, ổng sáng vô mắt mình thôi. Chứ ngủ không có thấy, thấy mẹ chị, thấy mẹ Quan Âm là nhiều. Chị là chị ngủ chị thấy mẹ Quan Âm ha. Dạ. Còn Phật Di Lạc thì chị mình cũng... đi tới chùa, đi như đi tới chùa hay nãy kia gặp tượng Phật á là mình nhìn ổng như tia mắt mình á, ổng tía sáng vô trong mắt mình. Dạ. Đi vậy hai chị em mời đi ha. Dạ, A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị. Thì vâng, kính thưa quý vị, thì qua đây cho Phú mời quý vị và các bạn đi theo chị để đi qua quay mẹ Quan Âm với quý vị. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Ủa thì cái em mới thấy chị múa đó là chị múa sao chị? Múa điển thiên của mẹ. Vậy đó ha. Khi mà lúc nãy chị cầu là chị sinh hay sao chị? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, cũng ngộ ha. Rồi em thấy chị có hát cái tiếng gì vậy? Tiếng mà mẹ bài ca của Phạm của mẹ cho. Vậy đó ha, bài ca Phạm mẹ cho ha. Dạ, còn cái cây bồ đề này chị thấy có gì đặc biệt không chị? Có. Anh Út ơi, sao anh không qua quay phim anh Út? Đó, mà mẹ cho mà cầu vồng là 7 sắc á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó. Hào quang chiếu sáng đó. Vậy đó hả? Cho Phú thấy không? Hào quang chiếu sáng, cầu vồng 7 sắc. Theo 7 cái chi hay sao chị? Đó, 7 nhánh nè. 1, vàng, tím, xanh. Wow, đẹp, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp lộng lẫy luôn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Là chị nhìn cái cây bồ đề này có 7 cái chi đây ha. Ồ, đẹp lộng lẫy luôn. Là hào quang là cho Phú thấy không? Ngũ sắc ha. 7 sắc cầu vồng á. Dạ, 7 sắc. Không, em chưa thấy nổi. Ồ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.
Ôi, ở đây điện quang sáng rực rực rực, điện quang sáng rực. Dạ. A Di Đà Phật. À, kế tiếp chị qua bên tượng của Phật Di Lạc ha. Qua wow, điển ông cừ kìa. Ông cừ với ta quá chừng kìa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đằng Đại Thần, Chăm Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ứng chứng minh hôm nay là ngày 12 tháng Giêng nha, năm Nhâm Dần năm 2022, con nhà họ Đinh, thị nương 46 tuổi, con Đinh có duyên lành đến đây Phật gặp mẹ dự trì. Hôm nay con gặp huynh đệ Út và Châu Phú, thì hôm nay mẹ cho con cái điểm lành này, cho con hướng về Phật pháp tăng tu hiền. Con cầu xin cho trăm họ trần gian cõi ta bà hướng về Phật pháp tăng tu hiền, cho được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, cho chúng sanh nhân loại phát bồ đề tâm tu hành tinh tấn, ai buôn bán cũng được mua ba bán đất, ai mần ruộng cũng được trúng ruộng, con cháu học hành thăng quan tiến chức, thành tâm khẩn nguyện nhờ qua linh nhiệm màu của Phật mẫu, Phật mẹ hồng ân chư Phật mười phương cảm ứng chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy ghế Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay thì nhân duyên này mẹ cho con khởi sắc được, nhân duyên này mẹ cho con có điểm lành xuống. Chuyển biển về trà hầu mẹ luôn, bữa nay à sẵn cũng đủ duyên căn luôn. Mà cố xin thầy tổ và tâm Úc hôm nay tôi mượn xác con dâu tôi là má chồng của nó. Ừ. Thì cũng cảm ơn huynh. Ừ. Giúp cho con dâu tôi được bệnh tật tiêu trừ. Ừ. Thì nói chung ra cũng không có gì, cũng nghe lời sư phụ và mẹ lại ẩn trong núp để tu tập. Ừ. Thì cũng không có ra gì hết, thì hôm nay có nhân duyên. Ừ. Thì hôm tôi con chân thành cảm ơn đã hỗ trợ cái xác của con dâu tôi được rất khỏe tinh tấn. Thì còn cái phần sau lưng của gia đình nó là cái nghiệp duyên của nó. Ừ. Tôi cũng không có xen vào gì nữa hết, thì ai niềm nợ ai nó trả. Thì vậy đi, chẳng thế mà. Thì tôi cũng nhờ Châu Phú với huynh đây cũng dìu dắt cho con dâu tôi tu học cho nó được mà thành danh vạn vỡ, nó sau này nó được gia căn cứu đời cho tất cả những chúng sanh này và gia đình thân bằng quyến thuộc, cũng được cho nó cái để quá chừng nhồi khảo nó tội nghiệp nó quá, không được khởi sắc khởi gì chứ. Không ai dắt đường đủ căn đủ duyên để cho nó tu nhân học Phật được chứ. Tu Phật gán tu trong tâm đi, thì cho mình gán tu tâm thôi chứ đâu phải ngoài. Thì giờ nói chung tôi cũng kéo nó lắm. Nói chung nói thì cũng giật nó lắm, tôi không cho nó làm những cái gì với hai nữa. Ôi năm mà con tôi về khảo nó lắm, tôi cũng như tôi không cho nó nói, hồi đó nó không biết, nó nóng tánh sân si á. Thì tôi tu được rồi, tôi gán cố gắng. Thôi vậy tôi ra đi để cho nó hầu mẹ nha. Ừ. Cho cái căn nguyên phản bổn của thể xác rồi năm xưa tiền kiếp xưa về luôn đi. Hôm nay đủ duyên căn rồi, nhờ ơn trên cha thiên ngọc hoàng mẹ mẫu và các hoàng linh căn thiên là quần lai bổn tánh thần khâm quỷ nhường, thì cho cái thiên căn của cái bổn xác từ căn xưa để cho trở về quần lai phản bổn thể xác, cho chế thể xác nó đừng có buồn bã thế gian nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Gốc tổ nhà họ Đinh, cảm ơn gốc tổ.
Sao? Rất nhiều cho con cháu tôi tu học. Quý vị cứ an tâm mà tu hành đi, rồi thể xác rồi từ đây sắp lên cái thể xác đừng có buồn nữa. Việc trần thế là đồ giả tạm mà buồn gì? Không? Tìm nguồn cội ăn việc trừ tứ khổ chứ để khổ hoài khổ lắm, thế gian là khổ mà. Đây là cốc tổ về lúc nãy vậy, nhà Nam Mô A Di Đà Phật. Cốc tổ nhà họ Đinh nghe quý vị, bữa nay ta về ta cảm ơn anh Út á, cảm ơn anh Út hôm hổm là giúp đỡ cho con cháu ông ta khỏe mạnh. Chứ trước đó hồi nãy thì bà và chồng về cũng cảm ơn anh Út nữa quý vị. Thì hôm nay là cho cái nguyên căn nguyên thủy của cái thể xác này từ thời xưa là cái căn đài kiếp đỏ của mẹ đài xuống hồng trần. Thì nếu hôm nay có đủ nguyên căn gặp anh Út thì tại vì ngày xưa làm lỡ ở trên thiên đình làm phạm lực của thiên triều nên mẹ mẫu đài xuống trần gian chịu nhiều cái sự đau khổ, chứ đắm mê nghiệp hồng trần hồi xưa. Kiếp xưa là cũng là thương người hồng trần, làm tiên nữ mà thương người hồng trần, thành ra nên mẹ đài xuống nha quý vị. Hôm nay là nốt cho nguyên căn xưa trở về bữa nay để ra căn để hầu mẹ luôn nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi sọc cảm ơn quý nốt sư muội hồng trần nhiều đắm đeo đắm căn duyên và ba đời chính kiếp tôi có làm những cái mà tội lỗi thì cũng mà làm quan làm quyền thì cũng xử ép chúng sanh, thì tất cả những này là trả nghiệp mẹ cho sai chúng trần đã trả nghiệp này, thì nói chung trả nợ chồng con cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc tiền và tài, rồi bây giờ tới nghiệp chồng con. Bây giờ là ba đời trước tôi cũng giật chồng giật vợ của mà chồng con đầu thai là kiếp chồng, nhỏ kia là đầu thai kiếp vợ, là bây giờ là nó giật vợ giật chồng lại, bây giờ nó yếm đuối tôi bệnh đau, thì giờ tôi trả nghiệp hết. Bây giờ cái điển này tôi trở về hầu mẹ. Thì hôm nay tôi chân thành cảm ơn sư huynh Út và Châu Phú có duyên lành đến và dắt dìu cái thể xác này tu học. Hôm nay thôi những cái chuyện hồng trần bỏ qua, các huynh đệ anh em thân bằng quyến thuộc gần xa dáng tu tập tại vì cái điển mẹ. Thì hôm nay là có nhân duyên này, bữa nay vì hầu mẹ cho gia điển cho tất cả của chúng sanh tham tử Phật tử này cho thấy cái điển mẹ đã ra chuyển thiên xuống. Thì hôm nay mẹ cảm ơn chứng minh, mẹ chuyển cho con. Bữa nay cũng Châu Phú với anh Út qua đây để dự định là mùng 19 tới để động thổ cùng cha đó, rồi điển thiên của mẹ cha có khoe chuyển về có như thế nào không vậy muội? Nói chung là cái này là cũng điển thiên là cha đứng với cho mẹ đó đã lựa cho các huynh đệ có đủ đức đủ tài về đây để làm cái cung cha của mẹ, và sao tất cả những Phật tử sau này trở về đây cũng linh căn rất là lớn, thì các mà anh em thân bằng quyến thuộc gần xa nước trong nước ngoài thì cho cái điểm lành xuống thì cũng ngự về đây đi, tất cả nữa sau này hầu ở đây hết. Thì dù về cái phần di ở đây là huynh đã cha đã sai lệnh đó, còn bên của Châu Phú là mẹ, rồi sư cô đây là tất cả ở đây thì nó cũng có cái căn duyên cũng ngủ nằm mơ, thì ở đây cũng ngủ nằm mơ thấy mẹ đã tất cả trở về đây hết. Thì huynh Út với Châu Phú đã hướng dẫn về đây thì tất cả sau này nó đẹp lắm. Vậy là huynh Út ở bên căn cha, còn Châu Phú ở căn mẹ. Dạ. Ngộ ha. Dạ, mô Phật. Cha chỉ biết em bên căn mẹ. Con của mẹ mà. Vậy ha. Dạ. Hay ha. Dạ, mô Phật. Con huynh Út giống cha đó, giống cha lắm. Dạ. Ừ, nó cho nó giống mẹ lắm. Dạ. Nói con. Bữa nay mới biết Châu Phú giống mẹ nữa. Dạ. Giống mẹ mà cười đấy, cười giờ dòm cười cái dạ yeah, mô Phật cười giống mẹ lắm vậy ha. Nó sau này nữa về nó sinh kinh được kinh định nè giấu nè chừng nữa về gặp rồi nữa cùng hầu mẹ trên thiên nha. Nhà yeah, có cái da dấu ha là nốt ruồi ha. Dạ yeah, mô Phật thì đủ duyên rồi đó, lâu đây mấy xây chuyển vòng nữa sau này cũng một mẹ một cha thôi, ở đây chia năm ngăn bảy nắp rồi nữa trở về một cha một mẹ hả.
Vậy ha. Kẻ Nam người Bắc. Bây giờ xa cách trở tài sau này hiệp mặt cũng dựa kề với nhau phải không? Giờ là cho Châu Phú hỏi trong cái phần thân xác này là Châu Phú được gặp là ai vậy? Hầu mẹ trên thiên đình. Hầu mẹ ha. Cho gọi tên là tên gì? Tiên nữ. Tiên nữ. Gì đó hả? Tiên nữ bị đài hồng trần, mê hồng trần. Vậy ha, là đang về cái xác này. Làm ơn cho hỏi là theo mà cái cơ Tết năm nay là năm Dần nè, thì bà con ăn cái Tết nghèo đó thì năm nay coi có ổn hơn là năm sau. Ủa Châu Phú thấy mà bà già bà tính ăn Tết nghèo, đâu ăn Tết nghèo, ăn Tết sang. Sang sao gọi là sang? Nói đi. Sao gọi là sang? Ủa thấy mà bá gia bá tánh không? Nó không tiền chứ ăn sang lắm. Vụ bị giờ vụ thịt đầy nhà hết chứ ăn tết nghèo gì? Đầy nhà không chứ năm nay thấy bà con lao đao đó. Chúng sanh. Rồi năm nay cô thấy sao cô? Khổ não lắm. Khổ sao? Sao nghe nói là cái cơ năm nay cơ bộ ổn hơn mà. Làm ăn phải ổn, nói chung á, làm thì nói chung là cái cờ nữa sau này nó không có mà phong như là nói là trao động á, nói chung là hồi đó là còn công bố và dịch này kia la hay là bệnh như thế này này chứ này không có nữa, im điềm. Mằng cứ mằng thì thiên cơ tới thì tới. Vậy ha. Ừ, không có tiết lộ nữa. Không tiết lộ được. À, nói chung là sau này chỉ còn người tu mới còn thôi, không tu không còn nữa. Sau này bệnh trời chết nó đủ cách chết chứ không có nói kể được. Vậy ha. Không có kể được. Giờ khuyên bà con tu thôi phải kêu bằng tu ráng lo tu học thôi. Nói chung là tu nhất kiếp nhậu đức thời, ai bước vào Phật pháp mình đếm chữ A Di Đà là A Di Đà cứu hết. Còn nếu mà chơi bời cát tán thì chuyện đó thì ông bà gì gõ đầu ngã ra chết hà. Không nói được. Bây giờ chơi cái chiêu gõ đầu hả? Dạ. Yeah. Mà bên làm điều bị hồi đó giờ hồi xưa giờ là mẹ, nói chung là mẹ thương mà mẹ nhường tất cả, bây giờ mẹ đã truyền lệnh cho cha rồi, cha đưa Ngọc Hoàng Thượng Đế với Phật Tổ rồi. Dạ. Yeah. Nói chung không có giúp ấn cái đàn ống này đại lựa, nói chung là mẹ đã truyền qua rồi thì tự cha xử, tự Phật Tổ thờ chữ, thì nói chung tất cả mẹ đã kêu gọi, mẹ đã chờ con nào trở về mẹ thì mẹ đã cứu cho. Trở về mẹ là mình trở về mẹ mình niệm sao, thay vì mình trở về với mẹ niệm trở về Phật thì niệm A Di Đà Phật, còn trở về với mẹ là niệm sao? Thì Nam Mô Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn Phật mẫu diệu trì. Dạ, vậy đó ha. Có bên điển mẹ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi bên thầy mình nhà nó dễ lắm. Dạ. Cái xác không cho bên theo bên thầy nó dễ lắm, còn kia nó dốt nó không biết đâu. Vậy ha. Rồi bây giờ hôm nay về đây là khai căn cho thể xác, từ đây sắp lên nghiệp trần gian cho thể xác nó khỏe luôn nha. Ừ, rồi sư huynh chuyển cái xác luôn cho nó khỏe, cho nó tịnh tâm luôn. Rồi tôi né ra cho chuyển cái xác nha. Thôi ở nói chuyện chút đi, cho Châu Phú nó hỏi chuyện bề thiên ở trên đó, trên thiên đình đó, Phú hỏi thì hỏi đi. Đó không có ước ao đó, rồi quay cái cảnh mà thiêu vũ ở trên thiên đó, Châu Phú thấy chưa? À vậy đó ha, là lúc nãy thiêu vũ đó ha. Ừ. Thấy rồi mà thấy làm như mình mấy còn cứng quá. Xác này có bộ cứng quá. Chưa mà mới vô cái xác này mà bị gì học mà từ từ mà. Chưa có coi như Châu Phú nó mới học bài mà. Vậy hả? Thấy tiền nữ bay lộn cái xác này chân còn cứng quá trời à. Phải tập nhiều. Ủa, cái xác này chân là lai tay lắm, chân bùn bằng ruộng bằng đồ đâu có. Hồi nãy thấy có cái chiêu võ công đó là tất nhiên. Là võ công là bên nữ tướng, bên của phần của bên gia của nhà họ người ta. Và muốn hiêu vũ cho nó đẹp thì để người ta dạy lại ha. Đâu bây giờ tiên nữ vô chầu mẹ ra một phút giây nữa coi. Đúng rồi, bây giờ chầu lại. Chầu múa phải dẻo dẻo lộn đồ giống như cảnh tiên rồi ha. Và mô Phật. A Di Đà Phật. Thank you.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá hay luôn ha. Dạ, mô Phật. Wow, mới vừa múa xong rớt tiền tùm lum. Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Thấy vậy thấy giống điển thiên không? Dạ. Nói dài tiếng tiên đi. Nói tiếng thiên cho bà con ta nghe đi. Sau đây là bài ca số là cảm ơn huynh đệ bất. Dạ, mô Phật nói tiếng thiên luôn ha. Lạ nghe cái tiếng này mới nghe nghe nãy ca nghe không có nghe. Xin 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 cái bà mẹ dạy cái bài ca mà tiếng tiếng thiên mà ca cái bài mà cũng như cái nhạc mà nhạc tiên á, đâu làm bài ấy. Ôi mẹ mà dạy cho cái bản nhạc mà nhạc tiên á. Thấy cái xác đó nó tâm thần nó bất ổn quá, nó có mệt lắm. Chưa để nó sau này nó vui đi. Thì từ từ nó mới tu học, nó chưa nó còn ấy lắm. Nó xin phần này mới đi rồi đó sao? Mới dạy múa bông à. Cái chiêu múa bông cu đậm dưng bông dưng nước. Vậy ha, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ trả lại xác của thường của chị đi ha. Trả lại nguyên xác đi rồi. Dạ. Ở đây tiếp dẫn cho cái xác biết đường tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến đây video cũng đã dứt nha quý vị.